Đấy, bây giờ bà Diên đang múc cho vào cái bát của ông Sọn nhá mọi người nhá. Quá ghê gớm mọi người ơi. Cho biết ai sẽ là người giành giải thưởng 10 triệu đồng của Xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay là rất là vui đã đón hai thánh ăn ớt mọi người ạ. Đây là cuộc thi giữa hai thánh ăn ớt giữa bà Diên với ông Sọn nhá mọi người nhá. Đây là gồm có hai cân ớt mọi người nhá. Hôm nay là đây cân ớt ớt chiều cay luôn nhá, hái từ vườn về nhá mọi người nhá. Đây hai cân nhá mọi người nhá. Đây, chiều cay ấy. Hôm nay là hai người sẽ chia nhau mỗi người một cân ớt. À, bà Diên thì sẽ ăn với lõi của cây chuối này. Còn ông Sọn sẽ ăn với mì tôm nhé mọi người nhá. Cuộc thi gồm là ai ăn hết trước là sẽ thắng. Phần thưởng là nếu ai mà thắng thì sẽ được 10 triệu mọi người nhá. Đây, tiền mình để lấy luôn. Ai mà thắng thì sẽ cầm luôn nhá mọi người nhá. Cầm luôn 10 triệu về nhà luôn. Đây, bây giờ là bắt đầu cân ớt nhá mọi người nhá. Đây, thì gồm hơn 2 cân một tí cả chậu mọi người nhá. Bây giờ ông Sọn sẽ vớt ra vào bát của ông một cân, ông để lại cho bà Diên một cân nhá. Đây ớt siêu cay luôn nhá. Đấy, bây giờ bà Diên đang múc cho vào cái bát của ông Sọn nhá mọi người nhá. Quá kinh khủng luôn mọi người ơi. Rồi được rồi đấy. Bên ông Sọn nhiều hơn rồi. Múc lại một tí. Múc lại một tí nữa. Gửi bên này cả chậu đúng không ạ? Múc lại một tí nữa, thêm một tí nữa. Một tí nữa, vẫn một tí nữa. Nhiều hơn một tí nữa. Thêm một tí nữa. Rồi mọi người ơi, bây giờ là mỗi người một cân ớt rồi nhá mọi người nhá. Bây giờ là bắt đầu trộn lên xong là ăn nhá mọi người nhá. Đấy, bà Diên là ăn cùng với lõi của cây chuối nha mọi người nhá. Ông Sọn là sẽ ăn với mì tôm. Đây, ăn với mì tôm. Thử thách ăn cay nhá mọi người nhá. Ai muốn thử thách ăn cay thì lên đây nhá. Ai muốn muốn thi nấu ăn cay với hai ông bà thì lên đây nhá. Ai thắng là được 10 triệu nhá mọi người nhá. Mời nhá. Toàn ớt thôi mọi người. Toàn ớt thôi. Đây. Ai ăn hết trước là sẽ thắng nha mọi người nhá. Bây giờ ăn được chưa? Bắt đầu nhá. Bắt đầu. Có vẻ hơi căng mọi người ạ. Ai mà cảm thấy ăn đỡ được thì cứ mạnh dạn lên trên này nhá mọi người nhá. Đấy, có thể ăn với rau sống nha mọi người nhá. Rau sống ở trước mặt nữa. Cái đấy là do ông bà thích uống nước này hay ăn rau sống kèm cũng được, nhưng mà ăn ớt kia đã lục cay lắm rồi mọi người nha. Những người bình thường như mình thì không ăn được nổi 2-3 quả luôn. Cái này không phải ai cũng ăn được nha, nhưng lưu ý mọi người không nên làm theo nha. Đấy, mình có khả năng ăn được thì mọi người mới ăn nha, chứ mọi người cứ thấy ăn như này là bắt chước là ăn theo là không được nha mọi người nha.
mình cảm thấy mình ăn được thì hắn ăn nhá. Cái này là ông bà cảm thấy khả năng của ông bà ăn được thì ông bà mới thi lấu nhau nhá mọi người nhá. Quá ghê gớm mọi người ơi. Cho biết ai sẽ là người giành giải thưởng 10 triệu đồng của kênh Nhậu TV nhá. Mọi người xem video nhớ like và đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ mấy nhá. Nhớ để nút like chia sẻ cho ông bà nhá. Để ông bà còn ăn những món ăn siêu cay hơn để cho khán giả thưởng thức nhá. Mình nhìn bên ngoài là thấy rất là kinh khủng rồi mọi người ạ. Trận chiến có vẻ là rất là căng thẳng. Đấy, có thể ăn cả rau sống kèm nhá, tùy ông bà nhá. Con ảo giới hạn tới mát thịt tôi. Bên lấy giấy ăn ra để cho ông bà lau mọi người ạ. Hôm nay bội quá. Đang rất là căng rồi. Lưu ý nha mọi người là không nên bắt trước đâu nha. Một người thì ăn với mì tôm, một người thì ăn với lói cái chuối. Không biết là mùi vị như nào nhưng mà mình thì đã sợ rồi. Nhưng mà hình như thấy ông bà đang ăn rất là ngon mọi người ạ. Ông Son đang toát hết mồ hôi rồi, vì cay, trời nắng nóng nha mọi người nhá. Thời tiết bây giờ đang là gần 30 mấy độ ấy. Ở trên này đang trời đang lâu rồi, lắm rồi, nó chưa mưa ấy mọi người nhá. Mi dưới sang bắt đầu mất em chết mồ hôi. Thần môn thế. Nếu ý không cười, cười mà cười là sẽ thua đấy, bởi vì sẽ ăn được ít hơn mà. Hiện tại thì đang được 6 phút rồi mọi người nhá. 6 phút ăn hết gần 3 phần thì hết 1 phần rồi. Còn 2 phần nữa mọi người. Bây giờ mới bắt đầu thấy cay lên thôi nhá mọi người nhá. Cái này mới gọi là ăn cay mọi người ạ. Mà miếng nào làm nhiều mau sao? Nó nằm ở sân. Thêm nước cho bà mấy ông. Cứ bình tĩnh và từ từ. Ông bà cứ bình tĩnh và từ từ nha. Không cần phải vội vàng kìa. Miễn là ai, nhưng mà ai ăn xong trước là sẽ thắng. Ăn tận ép đi, ăn ép không người. Quá ghê gớm. Mọi người xem video nhớ like
đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ kênh với nhá. Chia sẻ ủng hộ ông bà với nhá mọi người nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À. Hiện tại là gần được 10 phút rồi nhá. À, bà Diên thì hình như gần hết nửa rồi mọi người ạ. Ông Sợn thì cũng đã gần hết nửa. Vẫn rất là ngang tài ngang sức nhá. Không biết ai sẽ là người giành được giải 10 triệu đồng này và được không biết ai sẽ được giải 10 triệu đồng và được quán quân trận thì nấu ăn ớt này nhá mọi người nhá. Để muốn dọa hết này. Đi bên Nam Hinh mà nhìn chưa? Ông bà uống nước nhiều nữa thế là thành... Nhìn được hết. Cái chuyện này đó. Nóng. Bên Nam Hinh ra. Do thời tiết này nó nắng nóng nữa thế là ăn ớt nữa thì phải uống nhiều nước. Thế là lời khuyên mọi người ạ. Tại sao anh nói cái chuối anh cứ ăn nó. Ăn nóng rồi. Thêm nước nha mọi người nha. Bye bye. Thêm nước cho ông bà. Mẹ. Mày đã ăn đây à? Ai chưa tới chưa? Ừ. Ai chưa tới đây này? Đi đi đi. Ai ơi? Bạn này. em tại mình cùng la đấy các. Vẫn kinh đây vẫn thoải mái đấy các. Gắt đấy. Mình cùng các. Mình kinh nằm hình như. Mình kinh nằm lại. Mình kinh này. Nằm con đâu nào quá à? Con đâu nào quá à? Ừ. Bây giờ bắt đầu thấy cay lắm rồi đấy mọi người ạ. Ông bà vào cay lắm rồi. Ôi trời. Nói chung là... Nói chung là... Sắp nước rồi. Hết một nửa mọi người. Hết 5 lạng ớt rồi nha mọi người nha. Hết 5 lạng rồi đấy. Ăn hết 5 lạng rồi. Mẹ cái cửa đừng nói vậy. Bắt đầu. Cầm lên, ăn nào. Bà Diên thì ăn hết một nửa rồi. Ý, cũng ăn thua nó đấy, y nhỉ. Ừ, có phải như vậy là. Bệnh cúm thật. Đi xem đi tổ mẹ con ạ. Đồ ăn. Đồ ăn à? Bắn nhà. Khuyến cáo là mọi người không nên học theo nhé mọi người nha.
xem video thì xem nhưng mà không được làm theo nhá, không được ăn theo nhá. Rồi thế nào? Đấy, Uy thì ăn mì tôm. Đấy, thì ăn thức nghèo. Để lên cây nhán. Để lên cây nhán. Để lên cây cây. Để lên cây lên cỏ nhán. Để lên cây cây giót này. Cái gì nhé? Cuộc thi vẫn đang rất là căng thẳng như mọi người nha. Hiện tại thì đang nghiêng về bà Diên rồi nha. Quá kinh khủng mọi người. Một thìa ớt nha mọi người, thìa ớt. Hầu như ăn toàn ớt nha mọi người nha, ăn ớt không luôn nha. Có một ít lõi cây chuối này với thỉnh thoảng ăn tí rau sống mà thôi nha. Nướng sợi thì một ít mì tôm này, là phần là ớt. Mọi người ăn 1 kg ớt nha mọi người nha. Một cái tiền. Một cân ớt. Một cái tiền. Đang rất căng thẳng. Hiện tại thì bà Diên sắp hết rồi nha mọi người nha. Sắp hết rồi nha. Có vẻ là bà Diên ăn chọn ăn với lõi cây chuối là hợp lý hơn hay sao, ăn được nhanh hơn mẹ, hay do như nào thì mình cũng không rõ đấy, tại mì tôm nó nổi lên đấy mọi người. Nhưng mà ăn với lõi cây chuối thì là phần là ăn toàn ớt mọi người ạ, ăn ớt không nhá mọi người nhá. Đấy, thấy bà Diên toàn ăn ăn ớt không này. Đấy, một thìa ớt đi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ giúp hai ông bà với nhau mọi người nha. Đấy, bà Diên sắp hết rồi nha.
bụng tròn bụng ngoài cái ăn thêm ít rau vào mọi người nha. Bây giờ đang là giờ trưa rồi nhá, tầm 11 rưỡi rồi nhá mọi người nhá. Thời tiết thì vẫn đang rất là nắng nóng nhá. Ăn ớt thì ăn có thể ăn vào lúc trời lạnh thì nó ăn dễ hơn mọi người ạ. Nhưng mà ăn vào lúc mà thời tiết đang nắng nóng như này thì càng thêm độ khó nha mọi người nhá. Nên mọi người lưu ý mọi người không nên làm theo nhá. Mà ai mà cảm thấy có đủ khả năng mà đến thách thức thì cứ để lại comment phía dưới cho mọi người nhá. Xong nhớ để lại một nút like, một đợt đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ ông bà nhá mọi người nhá. Quá ghê gớm mọi người ạ, quá kinh khủng luôn. 23 phút ăn gần hết 1 kg ớt mọi người nhá. Sắp hết 1 kg ớt rồi, chỉ trong vòng 23 phút nha mọi người nha. Sắp phá kỷ lục thế giới luôn rồi nha mọi người nha. Định phá kỷ lục luôn rồi đấy. Bà Duyên sắp chiến thắng rồi mọi người nha. Có vẻ ăn với lói cây chuối là ăn nhanh hơn mọi người ạ. Ông chọn ăn với mì tôm là khó ăn hơn. Bà Duyên sắp thắng rồi mọi người nha. Ăn hết 1 kg ớt trong vòng có 23 gần 24 phút thôi nha mọi người nha. Sắp hết rồi nha mọi người nha. Còn có một ít thôi mọi người ạ. Xong rồi mọi người ơi. Đúng 24 phút 15 giây thì bà Duyên ăn hết một chậu ớt gồm 1 kg ớt nha mọi người nha, 1 cân nha. Với một với lói chuối. Vậy là mình đã tìm ra được giải thưởng 10 triệu đồng ngày hôm nay nha mọi người nha. Ông sợ là khả năng cũng ăn hết nhưng mà vẫn thua bà Duyên nha mọi người nha. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ông bà còn thi đấu ăn món ăn siêu cay hơn nhé mọi người nhá. Nếu mà muốn nhìn thấy ông bà thi đấu nhau ăn những món ăn khác thì mọi người nhớ để lại comment phía dưới nhá. Bây giờ thì chắc chắn là hôm nay là người thắng cuộc là bà Duyên mọi người nhá. Ăn ớt trong vòng 24 phút là hết 1 kg ớt nhá. Đây là tiền 10 triệu đồng dành cho người thắng cuộc nhá mọi người nhá.